mừng theo Thánh Matthew, chương 9, câu 32 tới câu 38. Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng: ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Quý vị và các bạn thân mến, làm ơn mắc oán, gieo thiện lành mà gặp tai ương đây mà. Đọc và suy niệm tin mừng hôm nay, những thành ngữ nhân gian ấy có thể vang lên trong đầu của chúng ta. Chắc trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không ít lần phải dở khóc dở cười vì bị hàm oan, bị khẩu nghiệp của người khác làm chúng ta choáng váng, không tin được. Và cứ mỗi lần như thế, trong cơn tức giận, chúng ta thề thốt từ nay không làm ơn cho ai, không làm những chuyện bao đồng nữa. Nói thì nói thế, nhưng điều thiện chúng ta vẫn phải làm, dù bị hiểu lầm, hàm oan. Làm ơn cho người khác chúng ta vẫn phải làm, dù người đời có khẩu nghiệp bảo rằng mình sống không thật, rằng mình thích thể hiện, đóng kịch hay trình diễn. Quan trọng là chúng ta sống thật lòng, làm vì yêu mến. Thánh sử Matthew trình thuật cho chúng ta thấy rõ điều đó. Có một phép lạ, dân chúng thì trầm trồ trước quyền năng của Chúa. Chắc chắn họ rất thán phục và tin tưởng vào Chúa qua phép lạ trừ quỷ. Còn người Pharisêu thì sao? Họ bảo là Chúa dùng ma thuật của quỷ mà trừ quỷ. Thực sự, đây là những lời cay độc. Xét về phương diện con người, nó cho thấy lòng dạ xấu xa như thế nào của Pharisêu. Nhưng còn về mặt tôn giáo, đó là sự phạm thượng nặng nề. Họ xúc phạm đến Chúa quá sức. Đứng trước thái độ xúc phạm đó, Chúa vẫn điềm nhiên. Vì Chúa biết việc Chúa làm, vì Chúa yêu thương dân chúng. Người chạy lòng thương trước hoàn cảnh thống khổ của dân, còn Pharisêu thì không. Họ thấy điều thiện lành mà không ủng hộ, thấy điều trước mắt mà không loại trừ. Họ sống ngược lại, ghen tương đố kỵ mọi thứ. Họ thích được ca tụng nhưng chẳng ban phát tình thương. Họ sống nhưng trái tim của họ chai lì trước đồng loại, anh em, và chai lì phạm thượng trong đức tin, trong tương quan với Thiên Chúa. Họ cố chấp và nghĩ tất cả những gì họ làm vì Chúa, vì dân, vì người khác. Chúa vẫn rao giảng khi bị xúc phạm. Chúa vẫn lên đường đến với muôn dân. Lời thị phi không làm người chùn bước. Chúng ta hãy noi gương Chúa, đặt điều quan trọng cần phải làm, còn mọi đàm tiếu thị phi hãy bỏ ngoài tai. Hãy sống vì nước trời, đừng sống vì môi miệng người đời. Lạy Chúa Giêsu, giữa đời bao tiếng thị phi đàm tiếu, xin cho chúng con luôn biết hướng thiện, sống và làm việc vì nước trời, vì cùng đích mai sau. Amen.